nhân danh cha và con và thánh thần amen kính thưa cộng đoàn cầu nguyện là một việc làm thường xuyên trong đời sống ki tô hữu tuy nhiên cầu nguyện như thế nào cho đúng cầu nguyện như thế nào cho phải đó là điều chúa dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay chúng ta cùng lắng nghe lời chúa Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ một dụ ngôn để dạy các ông phải cầu nguyện luôn đừng nản lòng mà rằng trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng Xin ông minh xét cho tôi khỏi kẻ đối nghịch tôi. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu. Nhưng sau đó ông nghĩ rằng, mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kiêng nể người ta. Nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi nên ta sẽ minh xét cho bà ấy. Kẻo bà ấy cứ đến mãi làm ta nhức óc rồi chúa nói các con hãy nghe điều vị thẩm phán bất lương đó nói vậy thiên chúa lại không minh xét cho những kẻ ngài tuyển chọn đêm ngày kêu cứu với ngài mà trì hoãn với họ mãi sao thầy bảo các con ngài sẽ mau chóng minh xét cho họ nhưng khi con người đến liệu có còn thấy được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chủ đề của bài tin mừng Chúa Nhật 29 thường niên đề cập đến vấn đề kiên trì trong cầu nguyện. Khởi đầu bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca đã giới thiệu trước rằng anh em hãy cầu nguyện luôn và đừng nản lòng. Ngài muốn nói đến một sự cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện kiên trì và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Sau đó, nói đến dụ ngôn quan tòa bất lương và người đàn bà quá nghèo. Sự kiên trì của bà quá đó đã chiến thắng sự bất lương của tên quan tòa kia. Ông ta là một người kiêu căng tự phụ, chẳng kích sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng yêu thương bà quá nghèo. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng đành chịu thua bởi bà ta cứ quấy rầy mãi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu ông quan tòa bất lương còn như thế, thì huống hồ là Thiên Chúa chúng ta. Ngài là cha đầy tình thương, luôn sẵn sàng ban ơn cho những kẻ nài xin Ngài. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống đạo cuộc đời cho chúng ta thấy nhiều lần chúng ta cầu mà không được xin mà không thấy thiên chúa dừng như dừng dưng không nhận lời chúng ta đó là vì lý do gì đầu tiên chúng ta cần hiểu đúng về cầu nguyện cầu nguyện không chỉ là cầu xin cầu nguyện là thưa chuyện với chúa là nâng tâm hồn ta lên cùng chúa là để chúa đưa ta vào thế giới của ngài chứ không phải để kéo chúa vào thế giới của chúng ta và bắt ngài phải đáp ứng những nhu cầu thực tế của chúng ta trong khi cầu nguyện với chúa chúng ta có thể giải bày những vui buồn sướng khổ trong cuộc đời chúng ta những khó khăn thử thách trong từng biến cố cuộc đời và cả những bế tắc mà chúng ta không thể giải quyết được xin ngài soi sáng hướng dẫn và trợ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề đó tuy nhiên có những lúc chúng ta cảm thấy mình cầu mà không được chúng ta dễ nản trí buông xuôi có một điều Chúng ta phải hiểu rõ rằng Chúa không nhận lời cầu xin của chúng ta vì chúng ta xin không đúng. Chúa chưa ban ơn cho chúng ta như chúng ta thỉnh cầu là vì thời điểm này chưa phù hợp. Chúa không ban cho chúng ta điều chúng ta xin mà Ngài lại ban cho chúng ta điều tốt hơn thế nữa. Chúa chưa ban ơn cho chúng ta vì chúng ta chưa đủ tin tưởng bền trí và khát khao vì thế hãy cầu nguyện với tất cả niềm tin cầu nguyện một cách bền bỉ và tha thiết với tất cả khát khao của mình chúa sẽ thương nhận những ý nguyện của chúng ta và ngài sẽ chúc lành cho chúng ta đặc biệt ngoài những ước nguyện riêng tư của mỗi người. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho danh Chúa cả sáng, nước Chúa trị đến và ý Chúa được thể hiện như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Amen.